Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc, ngày Kỷ Tỵ, tức chi sinh cho can, có nghĩa là họa sinh cho thổ nhé. Và hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Đại Lâm Mộc, Kỷ Tuổi, Quý Hợi, Đinh Hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Dậu, xung với Hợi hình thân, hại dần và tuyệt tí các bạn nhé. Về các tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Hợi, Đinh Hợi, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Phổ Họ, Hội Họ tốt mọi việc, cưới hỏi, xuất hành cũng tốt. Sao Tam Hợp tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Ngũ Quỷ, Kỵ xuất hành, sao Chu Tước Hắc Đạo, Kỵ về nhà mới, khai trương, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Thổ Cẩm, Kỵ xây dựng nhà cửa và an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chánh Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý, bạn là một người rất là thông minh và giàu kinh nghiệm thực tế. Ngày này, đối với những người làm lãnh đạo thì chắc chắn có thể lấy được lòng tin của mọi người, đưa công ty, xí nghiệp tới gần tới cái sự thành công hơn nhé. Còn đối với những người làm công ăn lương bình thường cũng sẽ tìm được cái cơ hội để khẳng định bản thân mình. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn có cái cơ hội phát triển mở rộng với mình hơn thì bản mệnh nên cởi mở hơn với mọi người nữa bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà lại không được như ý muốn. Cái nguyên nhân có thể là do đôi bên đang có những cái ý kiến bất đồng lẫn nhau. Và bạn tuổi Tý, bạn đừng có khăng khăng làm theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, thông minh, giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn được tôn trọng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, cởi mở hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bất đồng ý kiến.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được thiên tài phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn đang có được cái sự chăm chỉ, sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn có thể kiếm được một cái khoản kha khá nhờ những cái công việc làm thêm hoặc là những cái mối đầu tư từ trước của mình mà có được. Đó. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng có thể giúp cho bản mệnh tuổi Sửu thêm phần tự tin vào bản thân mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai và tin rằng mọi cái sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu rất chi là hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù bạn có gặp phải cái chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận với người ấy để cả hai cùng đưa ra những cái quyết định thống nhất nữa rồi. Đoạn. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu, xuất hành đi xa cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý xuất hành theo hai cái hướng tốt. Hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim nhận được phần thưởng, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy tự tin hơn, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa tiếp tục cố gắng, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ hòa hợp với nửa kia, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc vợ chồng đồng thuận nữa rồi. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên trong cái ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn sẽ phải gánh vác nhiều cái công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được cái sự giúp đỡ của bất cứ ai trong ngày cả bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào chính cái công sức của mình. Đoạn. Bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn cũng cần phải chú ý làm từng cái công việc một, chứ không nên sốt ruột làm mọi việc một cách nhanh chóng và cẩu thả. Bởi nếu như bạn làm sai một cái việc gì đó, thì bạn sẽ phải mất khá chi là nhiều thời gian, khá vất vả để hoàn thành lại tất cả đối bạn tuổi Dần nhé. Ngày này bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn tuổi Dần là bạn không nên để cho bản thân vướng vào những cái vụ việc tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp ở chốn công sở nhé. Bạn tuổi Dần, bạn chỉ cần làm tốt cái công việc của mình là được rồi. Trong ngày này với bạn tuổi Dần cũng không nên xuất hành đi xa. Tuy nhiên, nếu như bạn có công việc không thể trì hoãn được, thì bạn nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để hạn chế những cái rủi ro, tăng thêm cái sự may mắn cho mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy đang gánh vác trọng trách, tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa không được giúp đỡ, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ bạn chú ý làm việc, tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc
dễ vướng vào mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn không nên nóng vội. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi mão thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão, bạn đang gặp ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và những người trong gia đình rất chi là hòa hợp nhé. Ngày này, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm đến nhau và thảo luận với nhau khi gặp bất kỳ cái chuyện gì khó khăn cùng giải quyết. Nhờ thế mà mọi việc đều rất chi là yên ổn với bạn nhé. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, bạn tìm được một nửa kia rất chi là chu đáo và tâm lý nữa rồi. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được những cái suy nghĩ và mong muốn ngay cả khi bạn còn chưa nói ra. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy quan tâm tới cái nửa kia của mình nhiều hơn nữa để cho người ấy cũng cảm nhận được cái tình cảm mà bạn dành cho người ấy nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão gặp phải một vài cái chuyện đau đầu ở chốn công sở đó. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy giữ bình tĩnh, không nói ra những cái lời gây mất lòng người khác, bởi mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa nhờ biện pháp hòa bình đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, quan tâm đến mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, nửa kia chu đáo. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, rắc rối chốn công sở. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, dễ mất lòng người khác. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho vận trình của bạn tuổi Thìn đang có được cái điểm sáng trên cái con đường tài lộc cho mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Thìn á, bạn mệnh có thể được tăng lương hoặc là được thưởng nóng do những cái thành tích mà bạn làm việc trong suốt cái thời gian vừa qua. Lãnh đạo cũng luôn nhận ra được cái sự cố gắng hết mình của bạn trong công việc được giao nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này cũng là một ngày rất chi là thích hợp để cho bạn ký kết hợp đồng. Bạn mệnh có thể tìm được những cái mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai cho bạn nữa rồi. Và hôm nay với bạn tuổi Thìn, bạn cũng rất dễ gặp được người có cùng chí hướng với mình lắm đó. Cái điều này cũng sẽ giúp cho công việc của bạn, giúp cho cái con đường sự nghiệp của bạn rất dễ thành công hơn bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn ạ, ngày này lại không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên lựa chọn những cái hướng tốt, hướng cát lành để đi theo nhé. Hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa được tăng lương, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ lãnh đạo ghi nhận, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc nên ký kết hợp đồng, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim
gặp được người xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thổ, không nên xuất hành đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thương con chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang có cái điềm báo gặp nhiều rắc rối xảy ra trong ngày hôm nay với bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bản mệnh có thể vướng phải những cái mâu thuẫn bất đồng với lãnh đạo. Cái điều này khiến cho công việc của bạn tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn, trở ngại đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng có suy nghĩ bi quan, tiêu cực quá nhé. Trước khi trách móc người khác, bản mệnh tuổi Tỵ cũng cần phải xem xét lại chính bản thân mình, xem rằng mình cần phải sửa đổi những cái tính xấu của mình như thế nào, chứ đừng có vội đổ lỗi cho người khác. Quá trình tự kiểm điểm bản thân của mình cũng giúp cho bạn tiến bộ hơn đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn tuổi Tỵ với nửa kia rất chi là hòa hợp. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những cái việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng ngày càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn nữa rồi đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa vướng vào rắc rối, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ bất đồng với lãnh đạo, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn cần phải xem xét lại bản thân, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim hòa hợp với nửa kia, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn thay đổi khuyết điểm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này công việc của bạn tuổi Ngọ tiến triển rất chi là thuận lợi, do bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho cái vận trình của bạn nhé. Và bạn tuổi Ngọ, mọi cái kế hoạch mà bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những cái bước phát triển đáng mừng cho bạn. Với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng hãy hết mình vì công việc và bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp như ý đó. Trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng là hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính cái thời điểm quan trọng này. Nếu như bạn đang có cái khúc mắc gì, đừng có ngần ngại hỏi han mọi người, bởi sẽ có người sẽ đưa ra giúp cho bạn cái cách giải quyết đúng đắn, tháo gỡ những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải nữa rồi đó. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này đối với những bạn làm nghề tự do thì sẽ nhận được cái phần thưởng xứng đáng trong ngày hôm nay. Bản mệnh đưa ra những cái quyết định chính xác giúp ích cho tương lai của mình nữa rồi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi, đi ra thì gặp được người, gặp được quý nhân, và bạn cũng nên chọn hai cái hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim xã giao hài hòa, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy công việc được thuận lợi, tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc hỏa, hết mình vì công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn quyết định chính xác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn nhận được phần thưởng nữa rồi. Được. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi, đối với những bạn còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ, bởi bạn sẽ gây được ấn tượng tốt cho rất nhiều người khác phái trong ngày nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy tìm một người thực lòng với mình, biết đâu đó sẽ là người bên cạnh bạn đến cuối cuộc đời nữa. Trong ngày thứ tư này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì có một ngày rất chi là bình yên, nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu, khiến cho bạn tuổi Mùi luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày, trong cuộc sống nữa. Và bạn tuổi Mùi, bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Mùi, bạn là người thông minh và nhạy bén nhưng lại quá mức kiêu ngạo, bạn thích ba hoa về cái khả năng của mình. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy học cách khiêm tốn và học cách lắng nghe mọi người nhiều hơn bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn tạo được ấn tượng tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, vợ chồng thấu hiểu. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, thông minh, nhạy bén. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn quá mức ba hoa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân đang có cái tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng hơn nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn mệnh dễ dàng tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của mọi người. Và cái điều này giúp cho cái công việc của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng và nhiều phần thuận lợi hơn với bạn nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn mệnh hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với cái lòng tốt của bạn. Thậm chí có những kẻ xấu xa còn sẵn sàng làm việc tổn hại đến bạn nữa đó. Và bạn tuổi Thân, bạn cũng đừng quá thất vọng và bi quan khi phải đối diện với những cái vấn đề này nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn mệnh cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên bạn tuổi Thân rất dễ khắc khẩu với cái nửa kia trong ngày hôm nay do một số cái ý kiến đôi bên không thống nhất được với nhau dẫn đến cái sự mâu thuẫn giữa hai người được. Và cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất là nên dừng cái cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai bình tĩnh trở lại thì mới tiếp tục nói chuyện bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi. Tuy nhiên, nếu như có cái công việc cần thiết không thể trì hoãn được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc,
và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Đoạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tính cách cởi mở. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn dễ tiếp thu ý kiến. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, hăng hái giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn khắc khẩu với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn không nên tranh cãi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên với bạn tuổi Dậu trong ngày này có thể sẽ thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình nhờ cái sự quyết đoán của chính bản thân của bạn tuổi Dậu mà bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người và đưa tập thể tiến tới cái sự thành công gần hơn nữa rồi đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu trong ngày này, khi có cái ý định phê bình ai thì bạn tuổi Dậu, bạn nên sử dụng những cái ngôn ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cái điều này sẽ giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn. Những cái lời nói quá trực tiếp chỉ khiến cho người nghe bị tổn thương và khó thu được kết quả như ý muốn đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi Dậu và con cái không được hài hòa cho lắm. Nguyên nhân có thể là vì bạn tuổi Dậu luôn áp đặt những cái suy nghĩ của mình và bắt con cái phải nghe theo. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy thay đổi cái tính cách này của mình đi bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, có khả năng lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, bạn chinh phục lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn cần chú ý cách ăn nói. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, xa cách với con cái. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn thay đổi quan điểm. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và cha mẹ rất chi là hòa thuận nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn mệnh hiểu rằng cha mẹ là những người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Vì thế mà bạn luôn lắng nghe lời khuyên của cha mẹ nữa rồi nữa. Với nửa kia, bạn tuổi Tuất luôn là một người vợ, là một người chồng có trách nhiệm, dù đi làm về nhà có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình. Bạn muốn mình có thể chia sẻ mọi việc với người ấy, cho dù là lớn hay là nhỏ đó bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này, với bạn tuổi Tuất, chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được cái vận may về tài lộc. Thậm chí bạn có thể được thừa hưởng cái tài sản từ những người đi trước để lại, tài sản của bố mẹ, ông bà. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy đặt ra những cái kế hoạch phát triển dài hạn cho tương lai của mình nữa bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng gặp được nhiều thuận lợi, đi ra thì gặp được quý nhân, có người giúp đỡ. Và bạn tuổi Tuất, bạn cũng đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng
chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, hòa thuận với cha mẹ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có trách nhiệm với gia đình. Tử vi tuổi Mão Tuất thuộc mộc, có được vận may về tài lộc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn có kế hoạch phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn biết lắng nghe đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái ngày này bạn tuổi Hợi đang có cái sự tác động xấu của ngũ hành tương xung, và bạn tuổi Hợi dù bạn có nhanh mồm nhanh miệng thích thể hiện cái quan điểm của bản thân mình, tuy nhiên bạn phải cần ý thức được rằng cái hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Nếu không, bạn chỉ khiến cho mọi người chê cười bạn mà thôi đó bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn là người có tham vọng lớn nhưng lại rất dễ ôm đồm nhiều việc vì muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình. Và bạn cũng đừng để cho những cái lời thị phi bên ngoài gây ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ và quyết định của mình. Bản mệnh cần phải kiên định hơn bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý của mình muốn nói. Có gì bất mãn thì bạn tuổi Hợi, bạn hãy nói ra để đôi bên cùng giải quyết, chứ không nên giấu ở trong lòng một mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, thích thể hiện. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn là người có tham vọng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn ôm đồm nhiều việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, vợ chồng không thấu hiểu. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, để ý hoàn cảnh. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.